sinh viên tương lai của quận 3. Em Phạm Xuân Gia Khang, lớp 3A, thuộc nội dung lập trình viên tương lai của quận 3. Em Lê Minh Chuyên, lớp 3A, bộ môn cờ vua. Em Nguyễn Nhật Minh, lớp 3A, bộ môn cờ vua. Và em Nguyễn Hoàng Anh, lớp 3A, bộ môn bóng bàn. Đây sẽ là phần chào đợt 1. Xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Phú, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, lên phát biểu cho các em. Khen thưởng cho học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học của các khối lớp. Lớp 1A đề nghị giáo viên cho các em chuẩn bị bước lên sân khấu. Chuẩn bị đứng sẵn bên cánh phải sân khấu.
Một tràng pháo tay cho các bạn nào. Rồi các con di chuyển ở đây nè, đi hướng bên đây. Cô Thuân cho lớp 1A chúng ta bước lên sân khấu. Đây là những em học sinh có hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học trong năm học 2017-2018. Chúng tôi xin kính mời cô Nguyễn Thị Dị, chuyên viên phòng giáo dục, cùng cô Nguyễn Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, trao phần thưởng cho các em. Một B chuẩn bị.